phim điện ảnh ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ Việt Nam với những pha võ thuật đẹp như mơ trên màn bạc. Một đạo diễn võ thuật chỉ đạo những cảnh quay hành động đậm chất Việt trong các phim cổ trang lẫn hiện đại. Nam tính, mạnh mẽ và phong cách. Liên Phong là tên võ đường mà diễn viên Johnny Chí Nguyễn mở ra từ đầu năm 2012 tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Ở nơi đây, anh tổ chức nhiều lớp huấn luyện võ thuật dành cho các bạn trẻ yêu võ tới theo học. Dưới tán cây xanh mát trong khuôn viên của võ đường, Johnny Chí Nguyễn đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về võ thuật tới những khán giả của chương trình Tinh Hoa Võ Thuật. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với diễn viên điện ảnh Johnny Chí Nguyễn. Xin chào anh Johnny Chí Nguyễn ạ. Cơ duyên nào đã đưa anh đến với võ thuật? Chí sinh ra trong cái gia đình võ thuật và cái niềm đam mê đó nó nằm ở trong mình từ hồi nhỏ luôn. Khi lớn lên thì mình nghe rất là nhiều câu chuyện ba hoặc là mấy chú mấy bác kể về ông nội. Ông nội hồi nhỏ rất là đam mê võ thuật và ông nội đi tập nhiều môn võ, rồi kết nối lại những cái môn võ với nhau. Nội cũng cho những người con của ông nội đi học. Ba của Chí là người thầy đầu tiên của Chí. Học xong rồi thì ba nói cũng nên đi học nhiều môn phái khác. Và ngay trong lòng mình cũng vậy, muốn tìm hiểu rất là nhiều về võ học thì cũng đi học hết võ này tới võ kia. Mỗi 2 năm mình phải đi học một môn võ mới. Johnny Chí Nguyễn là cháu nội của ông Nguyễn Chánh Minh, một cao thủ võ lâm quê ở vùng Cà Mau. Theo một số giai thoại về võ thuật, ông Chánh Minh có biệt danh là Nhạn Trắng Cà Mau vì ông thường mặc bộ đồ màu trắng, thân pháp nhẹ như cánh nhạn. Ông sáng lập ra Liên Phong Quyền với quyền pháp mau lẹ, vừa liên kết vừa liên tiếp, cùng lúc ra từ 7 đến 8 đòn rất khó đỡ. Ông từng thắng nhiều võ sư tới thách đấu trong những thập niên đầu thế kỷ 20. Johnny Chí Nguyễn là cháu nội duy nhất còn tiếp nối nghiệp võ của cố võ sư Nguyễn Chánh Minh. Sinh năm 1974 tại Bình Dương, đến năm 1983, Johnny Chí Nguyễn chuyển sang Mỹ định cư cùng gia đình. Ở đây, ngoài học võ gia truyền là Liên Phong Quyền, anh còn học thêm nhiều các môn võ như Ủ-su, Taekwondo, Muay Thái, v.v. Năm 2006, anh về Việt Nam theo đuổi sự nghiệp điện ảnh và võ thuật. Bộ phim hành động đầu tiên anh tham gia với tư cách diễn viên và chỉ đạo võ thuật là Dòng Máu Anh Hùng đã tạo nên nhiều tiếng vang trong nước. Anh sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống võ học rất là lâu đời. Vậy truyền thống của gia đình đã đóng vai trò như thế nào trong cái sự nghiệp theo đuổi võ học của anh? Từ thời ông nội là đã tập những cái môn võ rất là cổ của Việt Nam, xong rồi truyền qua những cái thời, những cái đời tới Trí cũng được coi như là trích ra từ những cái môn, những cái đòn thế nào mà cổ truyền mà nó áp dụng được. Mình học tập gần như là tới nay là hơn 30 năm rồi. Gần như là không có bây giờ mình nghỉ quá một tháng trời mà không tập võ hết trơn á. Nghỉ một tuần bị bệnh là mình thấy khó chịu trong người rồi. Tôi được biết là vào năm 2013 thì anh có một chuyến hành hương về miền đất võ Bình Định. Vậy chuyến đi đó đã mang đến cho anh những cảm xúc và suy nghĩ như thế nào? Khi mà mình học võ thì cái lòng mà mình muốn tầm sư học đạo hồi nhỏ nó lớn rồi. Muốn gặp những thầy giỏi, muốn trao đổi với những thầy đó và muốn coi như là lấy được cái kinh nghiệm của họ hay là muốn nghe những cái câu chuyện hay của họ. Mình có tới thầy Lý Xuân Hỷ thì lúc đó thầy có trao đổi những cái đòn thế thầy dùng để mà đánh trong những cái trận đấu của thầy. Khi mà thầy kể ra những cái câu chuyện đó thì nghe rất là hấp dẫn. Những cái môn võ độc đáo ở Bình Định như thế nào thì qua cái chuyến đi đó là mình coi như là lấy được rất là nhiều kinh nghiệm cũng như học hỏi được từ rất nhiều từ những thầy. Từ những kỹ thuật võ được trau dồi và tích lũy qua năm tháng, Johnny Chí Nguyễn mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm với những người bạn có chung sở thích và niềm đam mê. Đó là lý do anh cùng một số người bạn đã mở lớp dạy võ thuật tại võ đường Liên Phong. Hàng ngày các bạn trẻ tới đây học võ đều được Johnny Chí Nguyễn nhiệt tình truyền đạt lại những đòn thế võ đặc sắc mà mình đã đúc kết. Anh Johnny với cả huấn luyện viên ở đây thật ra nhiệt tình chỉ bảo về cùng hoàng sai tập luyện cùng với anh em chia sẻ kinh nghiệm nhiều. Anh chị là một người
là một ngôi sao, nhưng mà anh là một người rất là hòa đồng và gần gũi với mọi người và rất là vui tính. Anh Johnny Nguyễn là một người rất là đam mê võ thuật và anh rất chuyên sâu về cái mảng MMA là một cái hệ thống thi đấu nên được kết hợp bởi các yếu tố như là đứng đánh, cận chiến hay là khóa siết dưới đất. Và đã nhiều năm nay anh đã tập luyện và nghiên cứu cùng các người bạn của anh để mà sau đó mới truyền thụ lại cho các huấn luyện viên ở Liên Phong để phổ biến và truyền đạt đến tất cả các học viên một cách chi tiết rõ ràng nhất. Anh mở võ đường là để mọi người cùng nhau chia sẻ cái niềm đam mê về võ thuật. Vậy trong tương lai anh có những dự định gì liên quan đến võ thuật? Mình thì có lúc nào cũng có hai cái đam mê mà nó cũng gắn liền với nhau, có nghĩa là đam mê về điện ảnh và đam mê võ thuật. Thì những cả hai cái đam mê đều mình đang thể hiện và mình thể hiện nó với một cái niềm vui vẻ trong người. Tại vì khi mình làm gì đó mình cố gắng mình làm nó hết sức cho nó tới nơi tới chốn. Dĩ nhiên cả hai cái đam mê đều nó rất là rộng lớn, mình đi tới đâu có nghĩa là mình càng phát triển thì nó cũng còn nữa để cho mình phát triển. Theo anh thì để đào tạo võ thuật ứng dụng trong điện ảnh hay còn gọi là nghề cascader thì cái người huấn luyện viên thì cần chú ý đến điểm gì để cái người diễn viên đóng thế vừa phát huy được tố chất của mình đồng thời cũng truyền tải được những nét đẹp của võ tới cho khán giả? Tất cả những đòn thế trong cái khi mà người diễn viên đó xuất ra đó đều phải y như thiệt, đều phải là võ hết. Chứ không có thể là múa mai để cho có hình, nó không có cái lực, nó không có cái tốc độ, nó không có sự chính xác trong đó thì không được. Đó thì đều phải tập rèn luyện võ và cái chịu đòn. Khi mà chỉ thấy người diễn viên diễn cái khi bị trúng đòn, cái diễn mạnh quá, cái nó không, võ thuật nó không phải như vậy. Không? Ở thực tế nó cũng không phải vậy, khi mà hai người giao đấu với nhau, có võ hay không cũng vậy, khi mà người bị trúng đòn là sẽ họ giả bộ không bị đau hoặc là sẽ, có nghĩa là cái trong cái trạng thái đó họ gần như là không biết đau. Hoặc là nếu mình diễn là mình phải diễn ngược, diễn đau mà không đau đó, thì nó mới giống thực tế. Tôi được biết là anh có tham gia cố vấn chỉ đạo về võ thuật trong khá nhiều các bộ phim khác nhau với nhiều thể loại như là phim cổ trang, phim hiện đại. Vậy thì anh có tìm cái cách thể hiện nào mới trong những bộ phim hành động với có nhiều cái thể loại võ thuật khác nhau như thế không ạ? Chính xác là mỗi bộ phim nó đều có một cái thế giới khác, hay là phim cổ trang cũng vậy. Có những phim cổ trang lịch sử, có những phim cổ trang fantasy. Đó thì mình phải tùy theo cái kịch bản mà mình làm. Với những cái bộ phim như là Khát vọng Thăng Long chẳng hạn, đây là một phim cổ trang lịch sử. Mình không có cho phép là cái người nhân vật bay như là trong phim kiếm hiệp được. Không có thể, tại vì đây là những nhân vật lịch sử mà. Mình phải đánh những cái thế võ nó cổ truyền, nó... nhưng mà nó phải thực chiến, nó phải thực tế, nó không có cái gì quá ảo ở trong đó hết. Nhưng mà với những phim Thiên mệnh anh hùng chẳng hạn, đây là một phim hoàn toàn là một cái bức tranh vẽ lên từ một cái cuốn tiểu thuyết. Thì lúc đó mình cho phép mình phải làm theo cái phong cách đó. Mỗi cái phim nó đều mang một cái sự cái màu sắc khác nhau. Đam mê với võ thuật không chỉ hết mình trong những cảnh quay hay trong lúc tập luyện, mà ngay trong những giây phút đơn giản như thế này, khi anh cầm trên tay những cuốn sách về võ thuật để nghiên cứu, để chiêm nghiệm, thì thế giới muôn màu của võ thuật vẫn hiện lên sống động trong anh. Có lẽ cũng giống như hai mặt cương và nhu không thể tách rời trong võ học, Johnny Chí Nguyễn có sự mạnh mẽ và cũng có một tâm hồn sâu lắng. Đó chính là nét đẹp phong cách của con nhà võ. Võ thuật đối với Trí nó là cái cách sống, nó là coi như là nó tạo lên cái cả cái thế giới của cái con người của Trí luôn. Đối với một người tập võ thì lúc nào cũng có một cái bờ cản trước mặt mình, có nghĩa là cái hạn chế của bản thân mình phải vượt qua, và tất cả những cái vượt qua đó nó đều qua những cái sự khổ luyện, những cái khó khăn hết. Thì đó nó rèn luyện cho cái tâm cũng như cái cách sống của mình không bao giờ ngại cái sự khó khăn hết. Thì Trí thấy cái đó là sự quan trọng nhất. Tại cái đó nó đem tới cho mình một cái sự an vui, không có một cái sự lo lắng.